lần thứ 38 năm 40 2015 1975 quý thưa quý vị. Và hôm nay trong cái chủ đề là Maria đừng sợ. Thưa quý vị, quý hương, trong ngày hôm nay cũng như trong những ngày vừa qua, chúng ta đã cùng đồng hành với mẹ Maria trong suốt 40 năm qua. Và năm nay rất là đặc biệt, là năm nay chúng ta nhớ lại và nhìn lại trong cái chặng đường mà 40 năm tị nạn cộng sản như thế nào. Chúng tôi mời tất cả quý vị, quý hương khắp nơi để nghe tường trình đặc biệt ngày hôm nay mà anh Peter. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở County Missouri, ở chi dòng đồng công tổ chức Đại hội Thánh Mẫu ngày hôm nay. Và hôm nay là thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 2015. Cung nghinh tượng mẹ Fatima. Tượng mẹ Fatima đã có lịch sử lâu đời do cuộc hiện ra tại Fatima vào năm 1917. Đặc biệt tượng mà chúng ta cung nghinh ngày hôm nay đã đến Việt Nam vào năm 1972. Lúc đó cuộc chiến tranh bảo vệ miền Nam tự do đang đến cái lúc mà được quân đội đồng minh cũng như Hoa Kỳ yểm trợ. Và lúc đó mẹ đã đến bờ sông Bến Hải và cùng cầu nguyện với tất cả 17 triệu quân dân miền Nam chúng ta. Ngày hôm nay kỷ niệm 40 năm chúng ta ly hương, chúng ta hãy cầu xin và mẹ sẽ nhận lời để xóa bỏ chính thể cộng sản đang còn ngự trị ở quê hương. Vâng, cái thứ nhà của đồng hương năm nay rất là đặc biệt. Từ hôm thứ hai một đoàn với lại một chiếc xe bus đây đã về đây, đã có mặt ở đây từ hôm thứ hai đến giờ. Chúng tôi đã đi chung quanh của khuôn viên của dòng đồng công rồi, thưa quý vị, và chúng tôi đã thấy rõ ràng, đã chia sẻ cùng tất cả quý vị của đồng hương những cái thước phim để mà gửi đến cùng tất cả quý vị. Và ngày hôm nay hiện giờ đang trực tiếp truyền hình đến cùng tất cả quý đồng hương nào chưa có dịp về Kate, Missouri. Trong 40 năm qua nhiều cái chủ đề, mà cái chủ đề năm nay chúng ta thấy rõ ràng là cha Fairphone ở từ San Jose đã gửi cho chúng ta một cái thông điệp là chúng ta hãy nhìn lại những cái lịch sử của 4.000 năm dựng nước, giữ nước và bây giờ chống lại cuộc gọi là xâm lăng của Trung Cộng như thế nào. Ngày hôm nay chúng ta cùng nhau đồng hành để cung nghinh mẹ Maria. Trên bầu trời thì chiếc dome của chúng ta hiện giờ nó đang chiếu để mà chúng ta đưa tất cả những người lãnh từ trên khung trời để mà mẹ ban phước lành xuống cho chúng ta. Không biết là In về lần đầu tiên với lại Đại hội Thánh Mẫu, In nghĩ như thế nào? Thì đúng rồi, xin thưa anh Hòa, đây là lần đầu tiên mà In Triệu tới đây. Rồi có nghe nói về Đại hội Thánh Mẫu nhiều năm rồi nhưng mà chưa có dịp tới. Thì mình thấy là cái này là vượt qua mỗi một cái hy vọng. À, thấy cộng đồng Việt Nam thì đoàn tụ lại ở đây, rồi hành hương tới tập hợp tại một cái nơi, có thể nói là cái nơi này, là cái thành phố này là ngoại ô rồi, cho nên rất là lạ là người Việt Nam thì đã tạo ra một cái đại hội ở tại cái chỗ này. Mà theo em biết, cái lịch sử không biết có đúng hay không, mà hồi xưa là có một số tu sĩ mà tới đây để thành lập dòng đồng công ở đây. Vậy từ đó hình như là cái lần đầu tiên mà đại hội này nó diễn ra là chỉ có khoảng chừng 1.500 người, có phải không anh? Đúng rồi. Chúng quý vị và hương, sau khi mà biến cố 30 tháng 4 năm 1975, hơn 100 các trẻ thầy, các cha thuộc dòng đồng công ở từ Thủ Đức đi ra để mà tìm đường vượt biên đến với lại Fort Joffre. Và từ đó thì Đức Giám Mục thời bấy giờ là Đức Giám Mục Bonanlo, sau này là Đức Hồng Y Bonanlo, đã bảo trợ cho tất cả các anh em của dòng đồng công về nơi cái đất này đây. Và từ đó cho đến giờ năm 1977, Đại hội Đức Mẹ Fatima chi dòng đồng công lần đầu tiên đã được diễn ra. Năm nay ước đoán rằng hơn 90.000 người rồi. Thưa quý vị, có thể nói là con số này là con số rất là khiêm nhường. Có thể nói là 90.000 người không đủ đâu. Trên thế giới chúng ta bây giờ có khoảng chừng 4 triệu con dân Việt Nam đang sống tự do khắp nơi. Ở Hoa Kỳ này hơn 2 triệu người đang khát khao để mà đưa tất cả những tự do đó về cho Việt Nam, quê hương của chúng ta. Anh cả Thủ đã qua đời trong cái tuổi thọ hơn 100 tuổi, nhưng mà để lại cho chúng ta một cái hành trình cho tới ngày hôm nay sau 40 năm thì chúng ta cũng vẫn biết rằng là cái chương trình ở đây nhờ cái sự yểm trợ và ủng hộ của tất cả đồng hương không duyên gì công giáo để mà cho được ngày hôm nay. Thì chúng tôi yêu cầu và mời tất cả quý nhà của đồng hương tiếp tục đồng hành với lại hệ thống của Đài Sài Gòn trong ngày hôm nay để chúng ta cùng hoan hô mẹ Maria và cung nghinh mẹ Maria như thế nào. Mẹ ơi, trước nhan mẹ con dâng về mẹ một tràng hoa mẫn côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tiếng ca hòa dâng lên mẹ hiền,
bên mẹ, tình yêu xin dâng trọn niềm chiều mến. Khi con cô đơn xin dâng về mẹ, đời nhím san chuốt mẹ sẽ ủi an. Mẹ ơi, trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một chàng hoa mắt côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tin ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Trong khi âu lo xin dâng lên mẹ lời yêu con dâng trong. Con dâng về mẹ một chàng hoa mắt côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tin ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương. Trong mẹ đời con quên đi những ngày trống vắng. Đêm đen mênh mông con kêu xin mẹ tình mến cao dâng tràn chứa hồn thơ. Mẹ ơi, trước nhan mẹ con dâng về mẹ. Một chàng hoa mắt côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Lời con tin ca hòa dâng lên mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi xin dâng lên mẹ thương yêu. Hôm mai trung kiên tin yêu nơi mẹ, nguồn vui bao la tràn hòa kiếp sống. Con tim yêu thương xin dâng cho mẹ, tình mến chung trinh không lúc nhạt phai. Xin dâng cho mẹ tình mến chung trinh không lúc nhạt phai. Trinh vương không hề nhím tôi truyền, thật mẹ là mẹ Thiên Chúa, mẹ khiết trinh trọn đời. Cùng chúc Trinh vương là khó tính ơn thiêng, mẹ đã hy sinh lập công để cứu chuộc nhân loại. Mẹ Maria, ai là không được mẹ thương.
nhân loại mê đắm nên lãng quên. Mẹ Fatima, con nguyện xin đền ta yêu mến, muốn hy sinh nhiều yên vui mẹ khỏi ưu phiền. Cung chúc Trinh Vương, mẹ quyền phép khôn lường. Năm nay mỗi năm chúng tôi đi kiểu xung quanh nhà thờ thì đi qua các khu nhà của người địa phương ở đây, bản địa ở đây, thì có một vài gia đình cho chúng tôi nước nhưng chúng tôi phải vào tận trong lấy. Năm nay họ đích thân bưng nước ra tận nơi mời từng người. Như vậy là cảm tình của người Việt chúng ta đối với dân bản địa ở đây càng lúc càng nhiều. Không những cảm tình không, nếu mà chúng ta có cái đức tin và chúng ta nghĩ rằng cái khẩu hiệu Maria đừng sợ thì chúng ta không có sợ cả, bởi vì 40 năm qua chúng ta đã vượt biên, vượt biển để đi tìm tự do rồi. Và bây giờ thì chúng ta cũng phải nói một cái câu là không những là đừng sợ, nhưng là 40 năm quá đúng rồi. Cung chúc Trinh Vương, mẹ quyền phép khôn lường, vì mẹ đầy ơn Thiên Chúa. Trinh Vương, mẹ nhân ái yêu đương, mẹ cứ giúp ai lạc bước, ai khốn khổ trên đời. Và hy vọng rằng là chiếc drone của chúng ta sẽ sẵn sàng để mà theo dõi
khỏi lá cờ Việt Nam Cộng Hòa. Để mà đi về đâu và đi xa lên như thế nào thì cái nhà quê hương Hương, đây là một những cái dấu hiệu mà đến giờ mà chúng tôi thấy đây, chú Tôn của chúng ta bắt đầu đi qua bên này rồi. Và đây cũng là lần đầu tiên nữ sứ viên của đài truyền hình cô Thiên An đã có mặt. Thiên An nghĩ như thế nào khi mà thấy lá cờ đi lên cũng như là thấy biết bao nhiêu là đông người như thế này Thiên An? Dạ, không khí đây rất là sôi động và trang nghiêm. Và mọi người đang cùng nhau nhìn lên những chiếc bóng bay đang bay lên trời và cất cờ của Việt Nam Cộng Hòa và cờ lễ thánh mẫu Mary Day 2015 quý vị. Đúng rồi, thưa Thiên An, thấy vào trong màn ảnh của chúng ta thì chúng ta nhìn thấy rất là xa thật là xa, và cái máy bay drone của chúng ta cũng đang theo dõi lá cờ mà nhiều người đã nhìn thấy, đó là lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ cái hội của Đức Mẹ. Và một nữa, chúng tôi cảm ơn tất cả quý nhà quê hương đã theo dõi chương trình của đài truyền hình Sài Gòn Network, Houston, Dallas, Fort Worth cũng như là San Jose, Orange County, California và khắp nơi trên thế giới. Mời tất cả quý vị cùng chúng tôi tiếp tục theo dõi chương trình lần thứ 38 đại hội năm 2015. Maria đừng sợ, đúng rồi. Xin chào tạm biệt cùng tất cả quý vị ở tại Kansas City, Missouri.